chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 19 tháng 8 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Dựa trên thế mạnh khai thác nguồn nguyên liệu thảo dược từ thiên nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Mộc đã nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm dầu gội chăm sóc tóc an toàn phù hợp với người Việt với tiêu chí không paraben, không chất làm đặc, làm sánh và hóa chất độc hại. Các dòng sản phẩm của công ty đã được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng cũng như hiệu quả sử dụng. Lam Mộc hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và trở thành thương hiệu nội địa uy tín đối với người tiêu dùng Việt Nam. Hiện tại, Lam Mộc đang mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm trên cả nước, đồng thời khuyến khích khách hàng cùng chung tay bảo vệ môi trường thông qua việc mang chai lọ đến cửa hàng để làm đẹp sản phẩm. Để nâng cao sức cạnh tranh cho thương hiệu, ngoài việc phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, Lam Mộc đang hình thành chuỗi cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lớn trên cả nước. Bên cạnh đó, công ty đang triển khai các chương trình cùng khách hàng chung tay bảo vệ môi trường sống.